Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, kết quả xét nghiệm PCR chiều ngày 28 tháng 10 không phát hiện thêm ca mắc mới. Như vậy, trong ngày 28 tháng 10 năm 2021, tỉnh phát hiện 92 ca, trong đó 41 ca phát hiện trong cộng đồng, 34 ca là người ngoài tỉnh và địa phương, 13 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 3 ca phát hiện trong khu phong tỏa và 1 ca phát hiện tại cơ sở y tế. Hôm nay, Trà Vinh có 6 bệnh nhân được điều trị khỏi. Tính đến chiều ngày 28 tháng 10, Trà Vinh có 2.656 bệnh nhân COVID-19, có 1.718 bệnh nhân được điều trị khỏi, 22 ca tử vong.